Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Rồi tin Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mang thai sau một tháng đám cưới, netizen thi nhau chúc mừng. Thông tin xuất phát từ một người dùng mạng cho biết đã bắt gặp hình ảnh Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đến một phòng khám thai gần đây. Người này còn tiết lộ cả thời điểm nàng hậu mang thai với chồng thiếu gia. Vào tối ngày 27 tháng 11, chung kết của giải đấu Cúp Quốc gia 2022 đã diễn ra với sự tranh tài của câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Bình Định. Sau hơn 90 phút thi đấu, câu lạc bộ Hà Nội đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0 trước những chàng trai Bình Định. Với kết quả này, câu lạc bộ Hà Nội cũng trở thành đội bóng thống trị các giải đấu quốc nội năm 2022 khi vừa lên ngôi vô địch V-League ít ngày trước. Ngoài ra, fan hâm mộ của câu lạc bộ Hà Nội cũng vỗ tay ăn mừng khi đội bóng họ yêu thích đã 3 năm liên tiếp giành chiến thắng tại đấu trường này 2018, 2020 và 2022. Đỗ Mỹ Linh xuất hiện trên sân cỏ vào tối ngày 27 tháng 11 để ăn mừng chiến thắng của câu lạc bộ Hà Nội. Xuất hiện trên sân cỏ ăn mừng chức vô địch, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh không giấu được sự vui mừng trước thành tích vô tiền khoáng hậu của đội bóng do ông xã Đỗ Vinh Quang dẫn dắt. Cô liên tục nở nụ cười với những người đến chào hỏi, trò chuyện trong lúc chờ chồng giao lưu với ban tổ chức cũng như các cầu thủ. Khoảnh khắc Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nữ tính điềm đạm cùng chồng nâng cúp vô địch trở thành hình ảnh đắt giá tại trận đấu hôm qua. Ngoài ra, nàng hậu còn rất lễ phép, chu đáo khi chỉnh sửa huy chương giúp bố chồng là Bầu Hiển. Ngoại hình khác lạ của Đỗ Mỹ Linh trong ống kính của team qua đường gây chú ý. Một điều khiến khán giả quan tâm không kém chính là ngoại hình của Đỗ Mỹ Linh. Trong một số đoạn clip được người qua đường chụp được, Đỗ Mỹ Linh để lộ phần bụng hơi nhô cao. Không những thế, nhiều người cũng chú ý đến gu thời trang gần đây của nàng hậu. Cô hạn chế mang giày cao gót và chỉ diện những thiết kế nhẹ nhàng, rộng rãi, thoải mái. Một tài khoản mạng cho biết đã bắt gặp Đỗ Mỹ Linh đi khám thai gần đây, tiết lộ cô đã mang thai 4 tháng. Netizen nhanh chóng đặt ra câu hỏi phải chăng bà xã của con trai Bầu Hiển đã có tin vui. Theo chia sẻ đến từ một tài khoản mạng, người này tiết lộ Đỗ Mỹ Linh đã có em bé. Nguyên nhân là do gần đây, chủ tài khoản đi khám thai thì vô tình bắt gặp Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Ngoài ra, người này còn cho biết thêm, Đỗ Mỹ Linh đã có thai khoảng 4 tháng. Đỗ Mỹ Linh kết hôn vào ngày 23 tháng 10. Mặc dù đây chỉ là thông tin bên lề, chưa được chính chủ xác nhận nhưng đã đủ khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Bên dưới bài viết, nhiều người gửi lời chúc mừng đến gia đình Đỗ Mỹ Linh. Một số còn cho rằng, từ lúc cưới Đỗ Mỹ Linh về nhà, gia đình của Bầu Hiển luôn đón nhận tin vui liên tiếp, đặc biệt là chiến thắng của đội bóng câu lạc bộ Hà Nội trong các giải đấu quốc nội gần đây. Từ khi kết hôn đến nay, gia đình Bầu Hiển luôn nhận được tin vui, đặc biệt là cách đối nhân xử thế của Đỗ Vinh Quang đã khiến cô muốn dành trọn cuộc đời của mình bên người đàn ông này. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.